làm món củ nướng và ngô nướng. Thì bây giờ đã chín rồi, mời các bạn cùng thưởng thức cùng mình. Giờ đây củ đã chín vàng và bỏ tung đây các bạn. Và rất là hấp dẫn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ quá bỏng luôn các bạn ạ. Giờ mình sẽ nhúc củ ra. Quá bỏng luôn các bạn ơi. Mình sẽ thưởng thức củ trước nha các bạn. Wow, mở tung các bạn ạ.